Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài giảng đầu tiên của khóa chinh phục hình học tọa độ phạm OXY năm 2016. Thế toàn bộ chuỗi các cái bài giảng của khóa học này thì thầy sẽ kỳ hình mới cho năm nay và cam kết là sẽ mang đến cho các em một cái sản phẩm với chất lượng là cao nhất. Thì ở cái thành quả mà sau này các em thu được đó là dễ dàng chinh phục được cái bài toán hình phẳng trong cái đề thi tuyển sinh năm 2016. Thế thì ở khóa học này chúng ta sẽ có 4 bài giảng đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu đến các em một số các cái tính chất hình học thường gặp. Đây là một phần mà thầy nghĩ rất là đặc sắc và các em cần phải nắm bắt được nó trước khi mà đi vào việc là giải quyết các cái bài toán về hình phẳng nhé. Thì cần phải nắm được các cái tính chất địa hình, cách chứng minh của chúng như thế nào, rồi là làm các cái phần bài tập mà vận dụng những cái tính chất đó. Bản chất của bài hình học giải tích trong mặt phẳng đề thi đấy thì nó vẫn chính là cái bài mà hình các em có thể gặp nó ở lớp 9 hoặc lớp 10, những bài liên quan đến đường tròn, tam giác, tứ giác. Đấy thì đối với cái phần thi đại học của chúng ta thì thay vì việc yêu cầu chứng minh cái này, chứng minh cái kia, đúng không? Chúng ta học về hình phẳng là không có chứng minh. Hình 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 tọa độ phẳng là không có chứng minh mà chỉ có là tìm tọa độ của các điểm rồi là viết phương trình. Đấy là những cái mà người ta gọi là đã gán những cái số liệu cho tọa độ của các điểm thì được gọi là hình học giải tích nhé. Thì thuần của nó thì vẫn là bài toán về hình phẳng. Nếu như chúng ta nhìn được các cái dữ kiện mà người ta ẩn qua ẩn đi thông qua những cái nội dung của cái phần đề bài. Thì các cái nhóm tính chất thì thầy chia làm hai loại, đó là các cái tính chất có liên quan đến đường tròn và các tính chất mà có liên quan đến tam giác và tứ giác. Thì những cái gì hay gặp nhất thì thầy sẽ giới thiệu đến các em. Tuy nhiên là thầy không thể nào mà có thể là gọi là đảm bảo là 100% tất cả những tính chất thầy nêu ra được, nhưng nó sẽ là những tính chất điển hình nhất và thông qua những tính chất đó thì các em sẽ có được một cái khả năng tư duy để sau này thì gặp những cái bài toán là mình có cái đường lối mình biến đổi nhé. Thế thì trong bài giảng phần 1 này thầy giới thiệu đến các em các cái tính chất có liên quan đến đường tròn, mà tính chất quan trọng nhất chính là liên quan đến đường thẳng Euler. Đấy thì rất nhiều các cái kiểu bài mà người ta hay khai thác từ cái tính chất này, thầy gọi nó là tính chất một nhé, tính chất một. Tính chất một, tính chất này thì gọi nó là liên quan đến cái đường thẳng Euler, đường thẳng Euler là đường thẳng mà nối Euler, tức là liên quan đến ba điểm I, G, H trong tam giác ABC. Đường thẳng Euler là đường thẳng mà nối tâm đường tròn ngoại tiếp, đấy, trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC. Nào, được phát biểu như sau này. Phát biểu như sau. Cho một cái tam giác ABC. Cho một cái tam giác ABC. Tam giác này là nội tiếp. Nội tiếp đường tròn C, tâm là Y. Khi mà thầy không nói gì thì các em phải hiểu mặc định cho thầy nhé. G sẽ là trọng tâm của tam giác và H sẽ là trực tâm của tam giác ABC. Đấy thầy hạn chế bớt. Y này không nói gì thì ta sẽ hiểu nó là tâm đường tròn ngoại tiếp. Còn có thể có những bài mà người ta nói là Y là giao điểm của hai đường này hay là H là hình chiếu của điểm này lên cái đường nào đó thì người ta sẽ nói rõ. Thế còn không nói gì thì cái này ta gần như là quy ước với nhau, mặc định là như vậy. Cho tam giác ABC này nội tiếp cho đường tròn C tâm Y. Hay gọi A phẩy. A phẩy. Đó. Là điểm đối xứng. Đối xứng của A qua điểm Y. Tức là điểm A và điểm A phẩy này đều nằm trên cái đường tròn. A phải là điểm đối xứng của A qua Y. Đó. Và H, H phải là điểm đối xứng. Cái này thầy đang phải tưởng tượng hình vẽ mà. Điểm đối xứng của điểm H qua đường thẳng B, BC. Đấy, khi đó ta sẽ có các kết quả sau này. Các kết quả này nó chính là các cái tính chất điển hình nhé. Nhưng mà đi theo cái lớp bài này cho nên thầy gộp lại ở đây luôn. Tính chất thứ nhất, đó là ta sẽ có được BHCA phải sẽ là hình bình hành. BHCA phải sẽ đóng vai trò là hình bình hành. Kết quả thứ hai đó là ta có vectơ AH bằng 2 lần vectơ IM. AH bằng 2 lần vectơ IM. AH có rồi, IM ở đây giải thích trong đó M là trung điểm của BC. M là trung điểm của BC.
Kết quả thứ ba. Sao nay cái phần này nó lại tồi tệ thế nhỉ? Kết quả thứ ba này, đó là chúng ta sẽ có H và H phải đối xứng nhau qua BC. À, đối xứng rồi đúng không nhỉ? Đối xứng rồi. Xin lỗi các em, hay là H phải này thuộc cái đường tròn. Chỉ ra là H phải cũng thuộc đường tròn nhé. Đấy, hoặc chúng ta có thể gọi là H phải là điểm giao điểm của AH với đường tròn và chứng minh là H và AH phải đối xứng nhau qua đều được cả thôi. Cuối cùng nữa là ta có quan hệ 3 điểm IGH, đó là vector IH bằng 3 là vector IG. IGH thẳng hàng. IGH thẳng hàng. Thực ra thì cái vector, phương trình cái vector là nó cũng thể hiện là thẳng hàng rồi. Và quan hệ là IH bằng 3 IG. Đây là phương trình cực kỳ quan trọng. Ok, thì các em nốt lại cho thầy bốn cái ý này đi theo cái bài toán về tính chất một này. Bây giờ chúng ta đi chứng minh. Quan trọng là phần chứng minh. Nào, bây giờ vẽ hình cho thầy nha. Chỗ này là phải vẽ đường tròn trước, tam giác vẽ sau. Và cố gắng là vẽ chính xác. Khó khăn đấy nhớ. Khó khăn đấy, vì thầy vẽ tay mà. Vẽ tay mà được một cái đường tròn gọi là to đẹp. Chính xác là cũng không hề đơn giản. Cũng may mắn là nó cũng tròn ở mức độ tương đối nào đó. Ok, thế rồi nha. Đây là đường tròn tâm Y này. Tam giác ABC. Đây đi. A đây, B đây, C đây. Có một cái dữ kiện liên quan đến H thì thầy cứ kéo vuông góc xuống BC đây. Thế đề bài còn nói là H và H phải đối xứng nhau, hay là H phải cũng thuộc đường tròn đấy. H phải của ta đây này, thì điểm H của ta nó sẽ phải kèm theo vào đấy, vị trí nó khoảng đây, vị trí này. Điểm H là vị trí đây. A phải. A phải đối xứng với A qua Y thì A phải của ta đây. Y đây. Đó, khi đó ta có BHCA phải. BHCA phải. Rồi, thì nối cái BHCA phải nha. BH này, H đây này. C này. B với A phải, nối lại. Cũng tương đối nha. Đây là H này. Đây là điểm Y nha. AH bằng 2IM. Thậm chí điểm M này trung điểm. Trung điểm của BC đây. Đấy, thậm chí các em có thể nối thằng H với lại thằng H với M với A phải, nó cũng thẳng hàng. Vì nếu như tứ giác BHCA phải là hình bình hành thì hai cái đường chéo nó sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đây điểm M đây. Điểm M đây. Ok, đủ rồi. Đấy, như vậy thì chỉ làm nổi bật thêm cái tứ giác. Cái hình bình hành này là quan trọng nhất. BHCA phải. Thế để chứng minh một tứ giác là hình bình hành thì chúng ta sẽ chứng minh rằng là hoặc là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Hoặc là các cặp cạnh đối này song song với nhau nhé. Hoặc là một cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì nó sẽ là hình bình hành. Thế đây thì có cái dữ kiện là A phải đối xứng với A qua Y thì thành ra cái A phải của ta đóng vai trò là đường kính của đường tròn. Đấy, ABC nằm trên đường tròn, có A phải là đường kính. Khi đó các điểm B và điểm C này nó sẽ nhìn đường kính của ta một góc là 90 độ. Tức là ta sẽ có những góc vuông ở đây. Góc vuông ở đây đó là góc AB, nó sẽ vuông góc với thằng BA phải. Đây góc này vuông này. Đúng không nhỉ? AB nó vuông góc với BA phải. Thế mặt khác AB nó lại vuông góc với thằng CH. Đây, cái này thầy kéo lên này. Do H là trực tâm mà. Đó. Đây, thầy vẽ nét đứt thầy nha. Hoặc là cái đường đỏ đỏ này, chỗ này vuông góc này. Như vậy, ta sẽ có các cặp cạnh là CH và BA phải.
nó đều vô góc với thằng AB, cho nên hai thằng này song song với nhau. Tương tự đó là cặp BH, BH nó lại vuông góc với thằng này. Rồi, kéo cái thiếu lên. BH này nó vuông góc với thằng AC do tính chất của đường cao. Rồi là thằng CA phải nó cũng vuông góc với thằng AC. Vuông góc với thằng AC. Đúng không? Là vì do thằng C của ta nhìn A đường kính A phải một góc 90 độ. Cho nên tương tự hai cặp còn lại nó cũng song song với nhau. Như vậy chúng ta chứng minh được ý thứ nhất. Nào, chứng minh ý thứ nhất nha. Đây thì ký hiệu các ý này là 1 2 3 4 đi. Đây là 1 2 3. Đây là 3 đi. Và đây là 4. Rồi, thầy ký hiệu các kết quả trong cái tính chất 1 này là 1 2 3 4. Thì ta chứng minh ý thứ nhất. Chứng minh ý thứ nhất BHCA phải thì ta dễ dàng có được là vì ở đây là BA phải vuông góc với A phải. Vuông góc với A phải. Đúng không? Đấy, điểm B của ta nhìn đường kính một góc 90 độ. Tương tự tương tự với điểm C thì sao đi? Ta lại có là CH nó cũng vuông góc với BA. BA phải còn vuông góc với thằng xin lỗi. BA phải, BA phải vuông góc với AB thì xin lỗi nha, cho nên AB. AB và CH cũng vuông góc với AB. Từ đây các em suy ra được ngay đó là BA phải song song với thằng CH. Tương tự ta lại có thằng là CH, không phải CH mà là thằng BH vuông góc với thằng AC. Đúng không? BH vuông góc thằng AC. Rồi là A phải C cũng vuông góc với thằng AC. Vậy suy ra được ngay là BH song song với thằng CA phải. Đấy, và từ đó chúng ta suy ra ngay cái tứ giác BHCA phải là hình bình hành. Rõ ràng M là trung điểm của BC nhé. Suy ra M khi đó cũng phải là trung điểm của HA phải. Từ đó cái kết quả này là chúng ta suy thêm ra M cũng đóng vai trò là trung điểm của thằng HA phải. Suy ra một đúng, hay là một đã được chứng minh. Đây là tính chất thứ nhất. Ok, tính chất thứ hai. Tính chất thứ hai là AH bằng 2IM. Đây, AH bằng 2IM. Thầy vừa mới nói ở phần trước là M này chúng ta suy ra nó là trung điểm của thằng HA phải. Đấy, Y của ta nó là trung điểm của thằng A phải. Cho nên xét trong tam giác AH A phải thì ta sẽ có được IM đóng vai trò là đường trung bình. Đúng không nhỉ? Ý thứ hai dễ dàng là ta sẽ có xét trong cái tam giác AHA phải. Đấy, thì ta có IM là đường trung bình. IM là đường trung bình. Trung bình. Vậy, suy ra. Các em quan sát dựa vào cả hình vẽ luôn nhé. Vector IM là chiều từ I đến M. Thì rõ ràng là bằng nửa của vector AH. Cái này dễ dàng. Có được ngay. Do vector IM sẽ bằng 1 phần 2 lần của vector AH đúng chiều nha. Phương trình này có tác dụng là để tìm điểm đấy, tìm điểm. H thuộc C phải, hay nói một cách đơn giản đi, thầy gọi đây là trung điểm E này chẳng hạn, là trung điểm của thằng HH phải, thì khi đó H và H phải của ta đối xứng nhau qua, đúng không nhỉ? Rồi, hai đoạn này bằng nhau. Rồi, hai đoạn này bằng nhau. Bây giờ cái này chúng ta phải dùng qua góc thôi. Cái này bắt buộc phải dùng qua góc. Chắc là thầy phải vẽ một cái hình khác nha. Vẽ một hình khác ở đây đi. Thầy vẽ cái một hình nhỏ nhỏ thôi. Không nó vướng vào cái đoạn kia rồi nhìn nó hơi rối. Đây, tam giác ABC. Tâm y đây. ABC. Các em theo dõi cái hình này cho thầy nha. Đây điểm H ở đây, đây đi. H phải đây. H đây. Đấy, mục tiêu của ta là chứng minh rằng là thằng E. Đó, chứng minh là thằng E. Thực ra là chúng ta kéo cái thằng AH. Nếu đúng là ta kéo cái thằng AH này cho nó cắt cái đường tròn tại H phải. Đấy, và chúng ta chứng minh được rằng là H
hát và hát phải nó sẽ đối xứng nhau qua gì nhỉ? Đối xứng nhau qua thằng BC. À, muốn chứng minh nó đối xứng nhau qua BC thì các em chứng minh góc bằng nhau thôi. Đây, thầy nối thằng C với thằng H lại. CH. CH lại ta được đây đường cao nhé. Vuông góc tại đây này. Rồi là C với H phải các em nối lại. C với H phải nối lại. Thì cái này các em quan sát hình vẽ cho thầy. Thì ta dễ dàng thấy là góc BCH phải, góc này. Góc này thì nó sẽ bằng với lại là góc BAH phải. Đây. Vì sao? Vì các góc này của ta là đều chắn cung BH phải. Đúng không? Có số đo bằng nửa của cái cung BH phải nha. Đấy, cho nên hai góc đấy là bằng nhau. Thế thì bây giờ ta lại chứng minh tiếp là cái góc đây gọi là C1 đi. C1 nó bằng với góc A1. Nên nói như thế cho nó dễ. Thế góc C2 của chúng ta. C2 là góc HCB này này. Đó, góc C2 là góc này. Đó, góc C2. Góc C2 này thì nó bằng với góc A này. A1 này. Vì sao? Vì góc C2 các em để ý, nó phụ với góc B. Đó, phụ với góc B. Đây gọi là B1. Góc C2 cộng góc B1 của ta thì bằng 90 độ. Đó, do góc này vuông này. Do góc này vuông. Đúng chưa? Mặt khác thì góc B1 này cộng với góc A1 này cũng bằng 90 độ. Đó, do là cái tam giác gọi là tam giác A, E, B là tam giác vuông. Vậy tính chất bắc cầu chúng ta suy được là C1 và C2 bằng nhau. Nhé. Yeah. Nào, chứng minh ý tiếp theo, ý số 3. Là về thầy gọi E. Gọi E bằng thằng AH giao BC. AH giao với BC. Đấy, và H phải thì nó bằng AH giao với cái đường tròn C. Khi đó ta sẽ có hai ý nhỏ này. Ý thứ nhất đó là góc HCB hay là góc ta gọi là góc C1 đi. C1 bằng với góc A1. Đúng không? Bằng 1/2 lần số đo của cái cung BH phải. 1/2 số đo của cái cung đó. Ok không nhỉ? Đó, cung chắn cung BH phải, cung này. Tiếp theo nữa, đó là góc C2. C2. Góc C2 này của ta thì nó phụ với góc B1. Thì góc A1 này cũng phụ với góc B1, tức là ta có C2 bằng A1. Phải không ạ? Là cùng phụ với góc B1. Tức là gì? Tức là nó cùng cộng với góc B1 này thì ra là một góc 90 độ, thì gọi là các góc phụ nhau nhé. Đó, phụ chéo đấy. À, và từ đây các em mới suy ra được ngay bắc cầu thì các em được C1 bằng C2. C1 bằng với C2. Hay nói bằng cách khác, hay H và H phải đối xứng nhau. Đối xứng nhau qua. Đối xứng nhau qua thằng BC. Đây là một kết luận tương đối là quan trọng. Tương đối quan trọng là các phần bài tập mà ở cái nhóm các cái bài dạng liên quan đến tính chất này thầy giới thiệu cho các em về nhà tham khảo đấy, là nó sẽ có những cái bài khai thác như cái này. Ok, như vậy tính chất 3 chúng ta xong rồi. Về tính chất 4 thì lại quay trở lại cái hình góc này nhé. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục với ý thứ 4 ở cái tính chất này, đó là chứng minh rằng vector IH bằng 3 vector IG. Thế có I với H thì chúng ta nối lại với nhau đi. Đây, nối lại I với H. G IH gấp 3 lần IG. Thì thực ra là các em nối AM lại, G nó là trọng tâm thì nó sẽ nằm trên cái đường trung tuyến đấy thôi. Như vào đây điểm G ở ta đây. G ta đây. Bài này chúng ta có thể chứng minh bằng hai cách, thầy giới thiệu hết cho các em nha. Ý thứ tư ra là chứng minh thằng IH bằng 3 IG. Đi thi các em chú ý là cái này các em phải chứng minh lại. Ví dụ đề bài người ta cho điểm Y với điểm H chẳng hạn, đúng không? Chúng ta dùng với phương trình vector này thì chúng ta tìm ra tọa độ của thằng G. Hoặc ngược lại là người ta cho điểm G với điểm H chẳng hạn, là các em phải biết là tìm điểm Y thông qua cái sự kiện này nha. Đây gọi là bài toán về IGH. Nào, cách 1. Cách 1 là mọi năm là thầy thường hướng dẫn các bạn chứng minh bằng cách 1. Thì chúng ta sẽ chứng minh rằng điểm G này này, nó là trọng tâm của hai tam giác. Tam giác thứ nhất là tam giác ABC là dĩ nhiên rồi,
đây là đầu vào của chúng ta, đúng không? Và tam giác thứ hai nữa mà chúng ta thấy đó chính là tam giác AH A phải. Rõ ràng đang yêu cầu chứng minh rằng IH bằng 3YG, thế mà IH thì có thầy nó là một đường trung tuyến. Bởi vì là IA với lại là IA phải là bằng nhau đúng không? IH và ta là một đường trung tuyến. Thế mà IH bằng 3YG thì đồng nghĩa việc G nó sẽ là trọng tâm của tam giác AH A phải nhé. Nào cách 1. Đầu vào đề bài cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Thứ nhất, G là trọng tâm của tam giác ABC. Trọng tâm của tam giác ABC. Suy ra, ta sẽ có được AG bằng 2 phần 3 của AM. Chắc chắn nhé. AG bằng 2 phần 3 của AM. Thế mà ta lại thấy AM của ta thì lại là đường trung tuyến. AM nó lại được đường trung tuyến, thầy viết tắt TT nhé, đường trung tuyến của tam giác AHA phải. Rõ ràng AHA phải đúng không? M nên ta trung điểm của HA phải, vừa chỉ ra ở phần ý đầu tiên hay ý thứ hai gì đó. Thế nên cái AM đóng vai trò là đường trung tuyến. Thế điểm M này, điểm G này nằm trên cái trung tuyến mà chia theo tỉ số 2/3. Vậy suy ra tiếp G sẽ đóng vai trò lại là trọng tâm. Ngược lại là trọng tâm của tam giác AH là phải. Trọng tâm của tam giác. Thế thì khi đó ta sẽ có vector HG. HI là trung tuyến nhé. Mà HI là trung tuyến. HI là đường trung tuyến. Dĩ nhiên là trung tuyến của cái tam giác đó rồi. Đúng không? Vậy ta sẽ suy ra được. Bình thường là mình nhìn trung tuyến thì đỉnh nối với trọng tâm nó sẽ bằng 2/3 của cái độ dài đường trung tuyến đó. Tức là ta sẽ có độ dài HG, về mặt độ dài HG đó thì bằng 2/3 lần HI. Đấy, và chuyển qua cái vector, hay nói một cách khác là cái độ dài IG nó chỉ bằng 1/3 của độ dài IH thôi. Và chuyển qua vector thì ta có được vector IG IH sẽ bằng 3YG. Thế còn thẳng hàng thì dĩ nhiên rồi, đúng không? HI là trung tuyến. Điểm G này của ta nó nằm trên gì nhỉ? Nằm trên cái đường trung tuyến đó nhé. Cho nên là ba điểm này nó thẳng hàng. Và IH bằng 3YG. Ok, đấy là một cách. Các em có nhớ cách 1 là cách mà chúng ta ép cho gì nhỉ? G là trọng tâm của hai tam giác. Cách thứ hai thì nó lại dùng đến phương trình này. Cách 2 là các em dùng cái đẳng thức vector là G là trọng tâm của tam giác ABC. G là trọng tâm tam giác ABC. Mà các em nhớ là tính chất trọng tâm thì ta sẽ có được hai kết quả sau này. Thứ nhất đó là vector GA cộng GB cộng GC bằng vector 0. Ok, đây là một tính chất cơ bản của phần vector lớp 10 nhé. Và với mọi một cái điểm M bất kỳ nào đó thì các em xen điểm thôi. Đó, xen điểm là MA cộng MB cộng MC vector sẽ bằng 3 lần vector MG. Đúng không nhỉ? Ở đây thì chọn điểm M đặc biệt đó chính là cái điểm Y luôn. Thì ta sẽ có được IA cộng IB cộng IC cộng vector IC như này. Nó bằng 3 lần vector IG. Đằng thức sau này chứng minh cực kỳ đơn giản. Các em xen điểm G vào. IG cộng GA, IG cộng GB, IG cộng GC. Thế mà GA cộng GB cộng GC vector bằng 0 rồi. Vậy rõ ràng nó bằng 3 lần vector IG. IA cộng IB cộng IC bằng 3YG. Mà ta lại dễ thấy, quan sát hình vẽ, M là trung điểm của BC cho nên IB cộng IC nó bằng 2 lần IM. Đây là công thức trung tuyến. Hay nói bằng, đúng không nhỉ? IB cộng IC bằng 2IM đúng không? Mà ta lại có đẳng thức vector IB cộng vector IC sẽ bằng 2 lần vector IM. 2 lần IM. AH thì lại bằng 2OM. Như vậy lại chèn thành vector AH, xong lại đổi đi đổi lại. Hình như là thế. IB cộng IC, thầy chỉ nhớ loanh quanh là đẳng thức vector thôi. 2IM thì bằng vector AH. Chỗ này IB cộng IC bằng 2 lần IM, đúng không? 2IM đấy chính là bằng vector AH. Vậy thay vào, đúng rồi, các em sẽ có được là IA
IA cộng với đó, IB cộng IC chính là bằng vector AH. Vậy thế lên trên thì nó chính là cộng với vector AH. Thì bằng 3 lần vector IG. Đúng không? Ra rồi. Mà IA cộng AH thì chính là vector. Đấy, chính là vector IH đúng không? Vậy IH bằng 3 lần IG. Đấy, cái đẳng thức này là đẳng thức mà chứng tỏ là nó đã thẳng hàng rồi các em nhé. Bởi vì đẳng thức vector U bằng K là vector V là hai vector cùng phương với nhau. IH và IG là hai vector cùng phương. Cùng phương mà lại còn chung cái gì nhỉ? Chung cái gốc Y này. Cho nên chắc chắn là chúng phải thẳng hàng với nhau. Ok, như vậy thầy kết thúc cạnh tính chất số 1.